đền Cặp Tiên nằm ngay cửa ngõ của huyện đảo Vân Đồn, thuộc địa bàn xã Đông Xá. Đền tọa lạc ở chân núi Tiên, ven bờ vịnh Bái Tử Long. Sở dĩ đền có tên là Cặp Tiên vì tương truyền xưa kia, nơi đây là vùng đất sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp thơ mộng và yên tĩnh. Nơi đây thường xuyên có hai ông tiên xuống chơi cờ, ngắm cảnh, theo hầu là hai nàng tiên. Khi hai vị tiên ông chơi cờ, hai nàng tiên xuống chân núi lấy nước pha trà. Nơi hai nàng tiên lấy nước là một giếng nước ngọt nhỏ nhưng không bao giờ cạn, được gọi là giếng tiên. Theo người dân địa phương, đền Cặp Tiên thờ con gái của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, người thống lĩnh thủy quân trấn ải vùng Cửa Suốt, nên được gọi là đền Cô Bé Cửa Suốt. Vào thời Nguyễn, ông Quan Chánh, người coi quản việc sông nước khu vực này, làm được nhiều việc có ích cho dân, chăm lo đời sống nhân dân. Ông cũng là người đứng ra góp công, góp của và huy động nhân dân trùng tu, sửa sang lại ngôi đền. Để ghi nhớ ơn đức của ông, sau khi ông qua đời, nhân dân cũng thờ ông tại đền, nên đền còn được gọi là đền Quan Chánh. Trải qua thời gian, ngôi đền nhỏ xưa kia bị hư hỏng nhiều. Năm 1996, đền được xây mới và đến năm 2006 thì được trùng tu khang trang, thoáng đãng, nhưng vẫn giữ được những nét cơ bản của một công trình kiến trúc cổ truyền thống. Hiện nay đền có 3 công trình chính, gồm đền chính, động sơn trang và giếng tiên. Đền chính có kiến trúc kiểu chữ đinh, gồm bái đường và hậu cung. Đền quay hướng đông bắc, kết cấu vì kèo trầm giường con nhị, cột được làm bằng gỗ táu. Gian đại bái thứ nhất có chính cung thờ Cô Bé Cửa Suốt với danh Tiên Cô Cửa Suốt. Gian đại bái thứ hai thờ Đông Hải Đại Vương. Bên phải là cung thờ Ngũ Vị Tôn Ông và Tứ Phủ Quan Hoàng. Bên trái thờ Tứ Phủ Châu Bà. Cung cấm thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Động Sơn Trang nằm ở hướng đông bắc. Trong động, các tượng thờ được bài trí hài hòa đều khắp không gian hậu cung, gồm mẫu đệ nhị thượng ngàn, tượng nhị vị vương bà và 12 cô Sơn Trang. Giếng tiên là một giếng nước ngọt nằm ngay bên bờ biển. Điều đáng nói, khi nước thủy triều lên, dù giếng có bị ngập nước mặn, nhưng ngay sau đó lại ngọt trở lại. Quanh năm giếng không bao giờ cạn, bởi vậy không chỉ nhân dân trong vùng mà cả những người đi biển đều rất quý giếng nước này. Ngày 25 tháng 12 năm 2017, cùng với di tích đền Cửa Ông, đền Cặp Tiên được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và là một trong những điểm đến linh thiêng ở vùng Đông Bắc Tổ quốc.